Đó bên là đụng đĩ mẹ nó như đứt là xem đứt là nó ngán. Mấy khùng nó mới vậy đó chứ ông tới to to ra đụng đằng sau đá đằng cháy. Người tình Bến Tre. Người tình Bến Tre. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được lại quý vị các bạn trên kênh YouTube Người Tình Bến Tre. Là mình quay về miền Tây thuốc vua mắt cá cho các vị cùng xem nha. Này không thấy cá gì ha. Dạ. Đây để họ cua kẹp hả quay? Chưa ai bị kẹp mà. Đó hả? Mà thấy số lạ quất mấy quất được có chặt con quất hay gì. Sợ ghệ, sợ có ghệ có mấy con ghệ nó điện gì nó quýnh hay gì đâu có dám. Sao không xuống mò đi em tự? Chưa. Chứ hả? Chừng là xỉn mới đi mò được hả? Hả? Nó còn ấy nó còn chạy nữa. Nó còn chạy không mệt được hả? Nó còn chạy chưa mệt được hả? Sao toàn cá nhỏ không vậy? Không thấy cá bự vậy? Đi về có nào cua kẹp không? Tụi bẫy không à? Hắt mình đi, hắt mình đi. Đang quay. Trực tiếp mà. Quay đồ, đủ quay đất luôn. Thấy quay rồi. Lấy dùng ngang của mình. Tôi lọt quá vậy. Bên đôi mà cua nó chắc á. Bên đôi á. Này có tay chanh là cái chặt vô cái mình cắn luôn. Ừ. Là... Ngon lắm hả? Chua. Này biết đâu chưa ăn tại nấu. Nên là YouTube rồi bữa nào cũng ta đi mấy ông sống rồi ăn rồi cho họ tôi. Có chứ. Mới tại bắt vậy. Cá tép rồi hào rồi.
Cô nó nhả dụng đụng mày rồi. Lên đỡ cho nó tông. Cuốn dữ à. Cô lọc luôn ngã chút. Cá chưa chết thì không thấy trường lên nha. Quá mệt. Ngoài trời đẹp quá. Trời bữa nay trong xanh luôn ha. Người tình Bến Tre. Quay về rồi mới vô tiếng sao phải không? Đâu quá, trực tiếp luôn rồi đó. Vậy mà bây giờ nó tưởng là bậy rồi, nó không có. Cắt. Vì khó. Về cái nào ấy mình cắt. Còn cái nào bình thường để hả? Cái phi không thấy cá chẽm cái gì bự hết. Không đâu có đâu có. Không có tự nhiên hả? Trời tự nhiên nó mới vậy á. Người ta yên đâu giữ cái thằng này. Đấy, Dũng thì sẵn cái sách tích nước xuống bỏ anh chuồng luôn. Nước mặn nước. Không có. Tại vì chuyện sách này. Lên quay hai người đó mẹ đi, ngồi dưới này. Lên kia kia nói chuyện như là phỏng vấn. Hai người đó chỉ đi không có gì đâu mày. Đây gặp con này con kia rồi. Con nhé đi thôi, gặp tay lên. Ngó đó. Cái này ở này nó lúng đây. Lúng luôn, như nó lúng ghê luôn. Thôi, để đầu chung ở đây. Để đầu chung ở đây rồi, nước lên. Nhưng mà nó không có trường trường lên. Mấy vùng khác cá trường bơi bơi lên bên mặt bờ á. Lại kia là cá lại kia để dành pin lại kia quay nha. Dạ cả nhà thân thương xin cho mình một nút like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ để mình có được làm những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà được thật nhiều sức khỏe và gặp may mắn trong cuộc sống. Cái đói như gì nè. Lộn thuốc lộn cầm nè. Lộn đủ. Nó vòng vòng nữa. À. Nhiều lắm á. Dạ cả nhà thấy mấy anh bắt cá vui dữ không cả nhà. Mấy này bắt chuyên nghiệp nha, mò cua cũng là rất là đỉnh luôn á. Năm rồi đâu có cá gì. Rồi cũng không có hả? Dương bự này thấy cá nó quặn dữ lắm rồi ta. Xong rồi. Đây ông đi. Không thấy nhảy, không có trường trường gì lên bờ hết trơn. Vô. Thua mấy năm trước nữa. Cái ống két nó đục gì. Cái đục. Quê ở đây hả? Quê thị xã mà rể em rể ông bé nè. Con làm nghe gì đâu. Hả? Con làm nghe gì đâu. Không. Dạ thầy tiểu rồi. Vui lắm. Hay rồi đó. Không có. Con thì có cá xong rồi này xong thì chắc đi luôn. Đi lên lên gấp keo hả? Đúng rồi. Dạ luôn đó. Chứ trên gốc keo tôi thấy thường mà. Keo nào? Keo chỗ Thanh Viên á.
giờ thấy là mấy tay mà mấy tay nó được nhìn một coi ha. À. Nó giống đất giống biết rồi. Nó lớn quá. Quá nó biết vậy. Cua. Cua cua. Tôi đụng nó hoài cái tát. Nó đụng hoài mà tôi không bắt được hay sao? Tôi không bắt được sợ gì. Gọi là chứ rồi. Cái đó đâu. Tôi nó chạy một tiếng. Tôi chỉ có con cá mà. Vậy là giờ hai bên đi bắt luôn hả anh? Mình kêu cũng đang bắt luôn hả? Con gà chắc chưa ra đâu. À, tôi không có chuyện chỉ có cá không ta. Đây nè. Ừ. Đi chỉ ngắm người đẹp thôi chứ. Có dữ không? Mấy. Bên kia là mấy ông đang nhậu hả? Anh. Đúng rồi. Chừng nào mấy ông đang nhậu ra là bắt bên kia hả? Rồi nó không có mẹ nó mẹ hơn có mẹ mẹ. Để em đi ai đi nội. Đó là con mà lớn. Ủa hả? Ừ, lúng luôn dưới luôn à. Nè qua lớn nè, kẹp cái tổng quý kẹp tao dữ trời. Trời ơi, cua vậy con chú phải kẹp nè. Không. Tôi nhé dữ trời lâu lâu. Dạ. Đẩy ngồi xuống con cá mà. Trời ơi. Cua. Thắng thưởng sao quá sao lại á. Không, cái sao mà đang bận mà giật miếng ra được. Mày sao anh ta đóng uống hết rồi. Không kêu mấy già đi chưa ạ? Chưa, con nhậu mà. Dâu nhậu. Nó nhậu khỏi chứ. Lại là ăn trống không vậy? Con cá bự. Con ngáp bự, cá ngáp bóp vậy không? Con ngáp bự lắm á. Chỗ bóp đùi á. Rồi chúng ta lóc. Cái này là cái lóc chắc cứu. Đúng cá lóc. Rồi đó. Con cá. Dây. Rồi. Được hả? Hay vậy đó. Hay ha. Mười điểm. Bự không? Ồ, con cần luôn. Bồ đồ nha rồi chứ. Bồ đồ nha. Đi đồ nha chứ bị xem đứt. Đó quanh là đụng đỉ mẹ nó như đứt rồi, xem đứt rồi nó ngán. Mấy con mày khùng nó mới vậy đó chứ ông tới cho con này đụng chẳng sao đá, đụng cháy. Mẹ nó được rồi, đụng con lắm này, ở đây sao ta? Có ông đá thì nó về. Nó đụng rồi, chạy chú bắt rồi. Cá phi gì? Họ hỏi đem nhật ha. Đủ điểm mẹ không ăn ba không á. Vậy không ăn không cũng nó cũng ăn mà ăn gì tài luôn. Rồi vậy thôi mà được đấy. Tại tại anh đã đi cá đâu có nhiều đâu mà. Đấy, chừng rồi đó. Hả? Chừng rồi đó kìa. Ổn đi. Còn một cái hầm giấu đồ. Rô đô, cái gì lõn nó còn có đồ, nó kẹo lõn. Cái chuồng nó làm cái tầm bốn đồ. Để lộn cái gì có nhiều thứ ăn lấy đâu rồi. Cá độc bự chảng hả? Trăm cá hả? Dạ video đến đây là kết thúc. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hay, xin cho Người Tình Bến Tre trên nào một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ để Người Tình Bến Tre trên nào có được làm những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video.